Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong văn hóa lễ nghi của người Việt, hũ gạo muối trên bàn thờ là vật phẩm quan trọng không thể bỏ qua. Nó không chỉ ảnh hưởng đến phong thủy bàn thờ mà quan trọng hơn là khi đặt đúng phong thủy, tổ tiên thần Phật sẽ nghe được nguyện vọng của gia chủ, từ đó phù hộ độ trì cho gia chủ. Đặc biệt gia chủ phải nhớ tuyệt đối cấm cúng gạo muối trên bàn thờ, nếu chưa biết điều này, kẻo thần linh của Phật càng cúng càng mang tội. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc chia sẻ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Tại sao lại có ba hũ muối gạo nước trên bàn thờ? Trong mỗi gia đình Việt Nam, bàn thờ là nơi linh thiêng nhất. Đây là nơi thể hiện tấm lòng hiếu thảo, lòng thành của con cháu đối với những người đã khuất. Việc này không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đều là trách nhiệm của các thành viên trong nhà, đặc biệt là nam giới. Ngoài ra, còn thể hiện tôn chỉ uống nước nhớ nguồn, ăn quà, nghĩ người trồng cây. Bàn thờ cũng là nơi con cháu gửi lời chúc phúc, cầu mong may mắn, bình an. Vì vậy, bàn thờ rất coi trọng lễ vật, nhất là việc chuẩn bị sắp xếp đồ dùng để cúng tế. Trong số đó có ba hũ gạo muối trên bàn thờ rất quan trọng và mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Muối, trong quan niệm của ông cha ta có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng, để thấy được ý nghĩa biểu tượng của muối. Từ ngàn xưa, muối đã là khoáng chất cổ đại và là tài sản quý giá. Muối tượng trưng cho ý chí trong sạch và mạnh mẽ. Đặt hũ muối trên bàn thờ nói lên ước nguyện mong muốn cuộc sống sạch sẽ, luôn đủ mạnh mẽ và ngày càng hưng thịnh. Nước là một nguồn sống mãnh liệt, nước chảy đá mòn. Nước mang đặc tính trong sạch thanh cao, phẳng lặng và thuần khiết. Đặt nước trên bàn thờ với mong muốn và ước nguyện, lòng thanh tịnh, tâm bình đẳng. Hũ gạo. Cúng gạo là một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, biết ơn những vị thần Phật đã ban cho chúng ta một nền văn minh lúa nước. Ba hũ muối gạo nước tượng trưng cho ba loại thực phẩm không thể thiếu đi trong cuộc sống của con người. Và dĩ nhiên, nó cũng rất cần thiết cho một thế giới bên kia. Trần sao âm vậy, khiến cho vong linh được no đủ. Cách đặt ba hũ gạo muối nước trên bàn thờ chuẩn phong thủy. Về mặt tâm linh, mỗi vật phẩm cúng tế đều có ý nghĩa riêng và sẽ được sắp xếp theo quy củ, vị trí khác nhau trên bàn thờ. Biết cách sắp xếp đồ dùng cúng tế đúng phong thủy không chỉ mang lại cho gia chủ sự cân đối hài hòa, ngăn nắp trong không gian cúng tế mà còn mang lại cho chủ nhà tài lộc phát tài. Theo phong thủy, cách đặt ba lon gạo muối nước chuẩn nhất là đặt theo chiều ngang hoặc hình tam giác. Đặt một hũ nước ở giữa, hai bên đặt một hũ gạo và một hũ muối. Tuy nhiên, vị trí đặt sẽ phụ thuộc vào kích thước và kiểu bàn thờ. Bàn thờ Phật chỉ cần một thau nước sạch là tượng trưng cho sự sạch sẽ. Đối với bàn thờ gia tiên, bạn nên để đủ ba lon gạo, muối và nước. Gia chủ nên đặt ba lon gạo, muối và nước trước bát hương và sau đĩa ngũ quà. Mỗi lọ sẽ được đặt cách nhau khoảng 5-8 cm và xếp theo chiều ngang. Nếu hũ của bạn quá nhỏ, việc đổ thêm nước vào cả ba hũ gạo, muối, nước sẽ chiếm quá nhiều diện tích. Vì vậy, bạn có thể không cho nước vào từng hũ muối và gạo. Bàn thờ thần tài, gạo, muối, chậu nước nên đặt phía sau bát hương, giữa thần tài và vượng địa. Chú ý bố trí theo hình tam giác.
Những lưu ý vị trí đặt hũ gạo, muối, nước trên bàn thờ. Việc thờ cúng là một việc vô cùng thiêng liêng, đòi hỏi sự thành tâm và phải làm thật tốt. Vì vậy, ngoài vị trí và cách đặt ba lon nước, gạo, muối đúng cách trên bàn thờ, thì cần phải chú ý những vấn đề sau. Nên chọn hũ đựng gạo, muối và nước phù hợp với không gian của bàn thờ. Với không gian của bàn thờ, nên dùng gạo ngon, muối sạch, nước sạch làm vật dụng cúng tế tổ tiên và các vị thần Phật. Nên chọn bàn thờ bằng gỗ hoặc bàn thờ bằng đồng tốt, có thương hiệu rõ ràng. Bàn thờ bằng đồng dùng để cúng tế cần được lựa chọn kỹ lưỡng và chỉ dùng để cúng tế. Để đảm bảo tính trang nghiêm và linh thiêng của bàn thờ, gia chủ không được sử dụng chung với các sản phẩm khác trong nhà. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam có văn hóa thờ cúng tổ tiên, kính nhớ và biết ơn ông bà và tưởng nhớ người thân đã mất trong gia đình. Bàn thờ hiển nhiên được xem là vị trí trang trọng và linh thiêng nhất. Tuy nhiên, không ít người vô ý đặt những vật phẩm bị cho là cấm kỵ lên bàn thờ, khiến cho thần linh của trách xui xẻo kéo tới triền miên. Vậy những vật tuyệt đối cấm đặt lên bàn thờ đó là gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Hoa giả. Dẫu biết rằng trưng hoa giả vừa tiết kiệm chi phí, hoa luôn tươi tắn và không phải mất công thay nước. Thế nhưng các chuyên gia phong thủy luôn khuyên bạn phải trưng hoa thật. Dù có đắt hơn hoa giả đôi chút, nhưng hoa thật thể hiện được sự chân thành của bạn. Ngoài ra, khi hoa đã héo, bạn nên bỏ ngay, bởi nếu để hoa giả, hoa khô trên bàn thờ sẽ khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo, gia đình hay gây gổ, cãi cọ nhau. 2. Trái cây giả. Cũng giống như hoa, trái cây bạn cũng nên cúng trái cây tươi để ông bà tổ tiên có thể ăn hương ăn hoa, hưởng lộc con cháu gửi. Nếu bạn gửi lộc giả thì người đã khuất không nhận được. Nếu trên bàn thờ nhà bạn đang cúng trái cây giả thì hãy bỏ ngay và thay bằng trái cây tươi nhé. 3. Không tùy tiện cắm chân hương vòng vào bát hương. Nhiều gia đình Việt trên bàn thờ tổ tiên thường cắm trụ sắt ở chính giữa bát hương, tượng trưng cho tinh tú, và để đốt hương vòng. Để cắm trụ sắt mà không động bát hương, ngày 23 tháng Chạp là thời điểm tốt nhất được chọn bao sái bát hương, tỉa chân hương, rồi cắm trụ sắt thật thẳng, vững vào chính giữa bát hương. Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp bàn thờ, khấn vái xong, gia chủ sẽ thắp hương vòng lên trụ sắt. Từ bao đời nay, ở các nơi thờ tự, chùa chiền, đình đền, phủ miếu đều có que sắt cắm trong bát hương để thắp hương vòng. Nhưng trong gia đình thì có nên đặt những que hương sắt vào bát hương để thắp hương vòng hay không? Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, theo các nhà tâm linh, bát hương thể hiện cho cái đầu của gia chủ. Khi bốc bát hương mà không lèn chặt thì sau một thời gian cho hương sẽ chắc lại. Dân gian cho là có thể làm gia chủ đau đầu. Bàn thờ nếu có đủ ngũ hành là tốt, nhưng các đồ kim loại như đỉnh đồng, lư hương, bát hương đồng, hạc đồng, chân nến, những đồ cúng lễ bằng kim loại cũng không nên đặt nhiều. Bởi theo nhiều nhà tâm linh, nếu đặt đồ kim loại đồng nặng và lớn sẽ không tốt cho sức khỏe gia chủ. Hơn nữa, bát hương cần tĩnh và nghiêm cẩn, không nên tùy tiện cắm bất cứ thứ gì vào bát hương, bởi như thế sẽ động bát hương, gây xui xẻo cho gia chủ. Người dân nếu muốn thắp hương vòng trong những ngày lễ Tết thì hãy đốt ở ngoài bát hương, như đặt trong đĩa, vừa không động bát hương, vừa dễ làm sạch bàn thờ. 4. Giấy tiền vàng mã.
là vật phẩm có thể dâng cúng trên bàn thờ gia tiên, nhưng giấy tiền vàng mã là vật tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ Phật. Đây là vật phẩm cúng cho người đã khuất, không được tùy tiện dâng lên bàn thờ Phật, gây mất sự trang nghiêm. Đối với bàn thờ gia tiên, nhiều gia đình có thói quen cúng giấy tiền vàng mã từ mùng 1 Tết và cứ để như thế cho đến cuối năm mới hóa vàng. Nếu vậy, bạn cần đảm bảo rằng ngày đưa ông Táo về trời, số tiền vàng này phải được hóa vàng để con đường tiền bạc tài lộc được hanh thông. Nếu quên không hóa vào cuối năm, việc làm ăn của năm tới sẽ bị ngưng trệ, gặp nhiều khó khăn. 5. Cành vàng lá ngọc. Ông Nguyễn Quang, chuyên gia trang tử vi lý số Việt, cũng cho rằng bàn thờ là nơi tâm linh thanh tịnh, nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói, như bày bán chỗ có sạch không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không. Không nên đi đến bất cứ chùa chiền đền phủ nào cũng xin lộc về đặt lên bàn thờ. Cũng không nên tùy tiện đặt các thứ đó lên bàn thờ. Muốn trưng thì cần biết rõ gốc tích của nó. Ông Quang nói. 6. Không dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Tuyệt đối không dùng cát để thay cho ở trong bát hương, bởi việc này sẽ khiến cho gia đình lục đục, gặp những điều không may mắn. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, được đốt từ rơm nếp hoặc rơm tẻ sạch, sàng lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất. Quý vị thân mến, trên đây là một số lưu ý trong phong thủy bàn thờ mà quý vị cần ghi nhớ nếu muốn tránh những xui rủi đáng tiếc xảy ra. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.